Signore è passato oltre le case degli israeliti quando colpì l'Egitto e salvò le nostre case. Môi-se, con của người nô lệ Do Thái, được công chúa của Pharaoh cứu sống và nuôi dưỡng trong triều đình như một hoàng tử Ai Cập. Nhưng khi lớn lên, Môi-se phát hiện mình là người Do Thái. Từ đó, ông ra sức tìm hiểu đời sống khổ cực mà dân tộc của ông đang phải trải qua. Một hôm, nhìn thấy một tên đốc công người Ai Cập đánh đập một ông già Do Thái, Môi-se đã không ngần ngại giết hắn. Bị thất sủng với Pharaoh, trở thành tội phạm của triều đình và bị truy nã vì tội giết người, Môi-se chỉ còn cách trốn vào sa mạc. Trốn chạy, cô đơn và bị bách hại, ông chia sẻ cùng số phận với dân tộc mình. Thế là ông đi đến xứ Madian. Dọc đường, ông đã cứu các cô gái chăn cừu con của Thứ tế Jethro khỏi tay của những tên chăn cừu khác. Cô con gái tên là Zifra trở thành vợ của ông và sinh cho ông một con trai. Ông đặt tên nó là Gershon, có nghĩa là tôi là người lưu lạc trên xứ lạ. Ông Moses chăn cừu cho nhạc phụ Jethro trong nhiều năm. Nhưng một hôm, ông đi sâu vào trong sa mạc và đến núi Horeb, núi của Thiên Chúa. Khi đang đứng nhìn, ông thấy một ngọn lửa cháy trong một bụi gai. Nhưng lạ thay, bụi gai không bị thiêu rụi. Ông tiến lại gần để xem cho rõ hiện tượng lạ kỳ này. Và ông nghe một tiếng nói từ trong ngọn lửa. Ta là Thiên Chúa của cha ông ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob. Thế là Môi-se phục xuống và lấy tay che mặt vì ông sợ quay mặt nhìn về phía Thiên Chúa. Môi-se vâng lệnh Chúa truyền và quay trở lại Ai Cập. Dọc đường ông gặp anh trai mình là Aharon và cả hai cùng đến Bê-đen. Một đêm kia, Môi-se bí mật triệu tập các kỳ lão trong dân Israel để loan báo cuộc giải phóng. Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob đã sai Môi-se làm sứ giả của người đến với chúng ta. Thiên Chúa đã nghe lời kêu than của dân người và đã truyền cho tôi đến Pharaoh để yêu cầu ông ta giải phóng chúng ta khỏi kiếp nô lệ. Thiên Chúa đã truyền cho chúng tôi đưa anh em đến đất hứa nơi chảy sữa và mật. Làm sao chúng tôi tin được người này là sứ giả của Thiên Chúa? Và làm sao Pharaoh có thể chấp nhận ông ấy? Chúng ta không thể thách thức cơn thịnh nộ của Pharaoh được. Thà làm nô lệ cho người Ai Cập còn hơn là chết dưới làn roi của họ. Nhưng đừng sợ, Thiên Chúa đã quyết định giải phóng chúng ta. Anh em phải tin vào lời của người. Tôi không được nhìn thấy mặt người, nhưng đây là những dấu lạ của người. Mô
một con rắn, một con rắn hổ mang. Người này là một pháp sư. Tôi không phải là một pháp sư. Tôi cũng là một người như anh em thôi. Tôi đến đây để loan báo cuộc giải phóng. Tôi đem đến cho anh em những dấu lạ của Thiên Chúa. Hãy nhìn những vết phong trên bàn tay này đây. Bây giờ đã lành rồi. Can đảm lên, đừng sợ hãi. Nếu anh em nghe lời Thiên Chúa, Pharaoh sẽ không làm gì được anh em. Thiên Chúa sẽ cầm tay chúng ta. Tôi nói năng kém cỏi, nhưng anh Aaron nói giỏi hơn tôi nhiều. Đức Chúa trong sa mạc đã bảo tôi, ngươi hãy nói với Aaron, và ta sẽ ở với ngươi và sẽ chỉ cho ngươi biết phải làm gì. Aaron sẽ nói với dân chúng thay cho ngươi. Anh ấy sẽ trở thành miệng lưỡi của ngươi, và ngươi sẽ nói với anh ấy thay cho Thiên Chúa. Các anh có muốn cắt nghĩa cho ta không? Nó nuốt chúng rồi. Những tay pháp sư này là ai? Họ ở đâu đến đây vậy? Hãy đi tìm khắp nước mang về cho ta một pháp sư có khả năng hơn những pháp thuật giống như những trò này. Nếu làm được, các người sẽ tống chúng vào tù. Chúng tôi không phải là những pháp sư hay là phù thủy gì cả. Chúng ta là tôi tớ của Thiên Chúa duy nhất và chân thật. Tôi xin nói lại cho Đức Vua một lần nữa, Đức Chúa Thiên Chúa của Israel đã phán thế này: hãy trả tự do cho dân của ta, để họ đi vào sa mạc dâng hiến tế cho ta. Thiên Chúa của ngươi là ai? Làm sao Thiên Chúa của ngươi dám ngăn cản thánh chỉ của ta? Làm sao ngươi dám thách thức ta? Ngươi là Thiên Chúa của Israel. Nếu chúng tôi không được vào sa mạc dâng lễ tế cho người, Ai Cập sẽ tràn đầy dịch bệnh và tai ương. Chớ thách thức người. Đại họa sẽ ập xuống trên vua đất nước và vương quốc của nhà vua đấy. Toàn là những chuyện nhảm nhí. Hai lão già đang múa may quấy cuồng trước mặt ta. Ta không muốn nhìn thấy chúng. Hãy tống cổ chúng đi cho ta. Quyết định rất khôn ngoan, tâu đức vua. Bây giờ đã đủ rồi. Phải viết thành luật cho ta. Sẽ không được cung cấp rơm cho người Do Thái làm gạch. Từ nay chúng sẽ phải tự mình kiếm lấy, nhưng vẫn bắt chúng phải làm đủ số gạch như trước. Hãy bắt chúng làm việc gấp đôi và không có thời giờ để nghỉ ngơi nữa. Nhưng thưa vua Pharaoh, đủ rồi, tống chúng ra ngoài. Thật là khốn nạn. Chúng bắt chúng ta nái lưng làm việc giống như những con lừa. Không chỉ tại anh ta đã chiêu thức Pharaoh, và bây giờ chúng ta phải làm gấp đôi số gạch mà lại không có rơm. Tôi bay đằng kia làm việc đi. Tôi bay chưa xong việc đâu. Ôi lạy Chúa, tại sao Chúa lại thử thách dân Chúa? Từ khi Chúa sai con đi, Pharaoh đã trở nên bạo tàn hơn trước. Đừng sợ Môsê, ta sẽ ở bên cạnh ngươi khi ngươi đứng trước mặt Pharaoh. Hãy đến với Pharaoh một lần nữa và yêu cầu vua những gì ta đã truyền cho ngươi. Ta sẽ tăng thêm các dấu lạ và các việc kỳ diệu của ta trên đất Ai Cập. Nhưng lòng Pharaoh đã ra chai đá, và ta sẽ nặng tay đối với Ai Cập. Lạy Chúa, xin người truyền dạy. Ta sẽ giơ tay trên đất Ai Cập và sẽ thẳng tay trừng phạt nó. Ta sẽ đưa dân ta, tất cả con cái Israel của ta ra khỏi Ai Cập. Và khi chúng nhìn thấy dân ta ra đi khải hoàn giữa chúng, người Ai Cập sẽ hiểu rằng ta là Thiên Chúa thật. À,
À, lại là hai đứa các ngươi. Lần này các ngươi muốn gì đây? Thiên Chúa của Israel sai tôi tới nói với vua, nếu tôi lấy cây gậy này đập trên nước sông Nil, nước sẽ hóa thành máu và nhiễm độc, và mọi loài cá trong đó sẽ chết. Nước đã thành máu, kinh khủng quá. Không thể được, không thể như thế được. Môsê, hình phạt thứ hai Thiên Chúa giáng xuống Ai Cập để thử lòng Pharaoh là nạn ếch nhái. Ông Aaron giơ tay trên nước sông và ếch nhái nhảy lên tràn lan khắp nơi và trở thành một tai ương thực sự. Nhưng các pháp sư của Pharaoh cũng làm được như vậy, và vì thế Pharaoh không sợ. Khi ấy ông Aaron lấy gậy đập xuống bụi dưới đất, và mũi đã kéo đến tấn công người và súc vật. Nhưng lần này các pháp sư của Pharaoh tỏ ra bất lực và nói với nhau, đó là ngón tay của Thiên Chúa. Nhưng Pharaoh vẫn cứng lòng. Thế là Thiên Chúa cho ruồi nhặng tới phủ kín mặt đất, gây ra bệnh dịch cho các gia súc, ngựa, lừa, lạc đà, trâu bò và chiên cừu. Những đàn súc vật của người Do Thái thì lại không bị bệnh. Dù vậy, lòng dạ Pharaoh vẫn không lay chuyển, và ông không muốn thả dân Do Thái ra đi. Môi-se và A-a-rôn chỉ là những tay lừa đảo. Mỗi khi sông Nin tràn bờ, nước sông đều hóa thành màu đỏ. Tàu Đức Vua, những tên du mục này với pháp thuật của chúng có thể biết trước được sự việc nhiều năm. Nhưng tại sao chỉ có súc vật của chúng ta bị bệnh dịch và chết, còn súc vật của chúng thì lại không sao cả? Và tại sao mỗi khi mũi chỉ tràn vào chúng ta mà không vào lều của những tên khốn nạn đó? Rồi còn đám ếch nhái, những con vật nhơ nhớp kia, và những hạt mưa đá to như những quả dừa đã tàn phá tất cả. Ấy là chưa nói đến những con châu chấu tàn phá toàn bộ mùa màng của chúng ta, trong khi đồng lúa của chúng thì không nghe ấn gì. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Thần Amon, thần mặt trời đã ra tối tăm, bóng tối bao trùm khắp nơi, đem Môi-se và A-rôn đến đây cho ta. Bóng tối ghê rợn này đã kéo dài suốt 3 ngày rồi. Đây cũng là pháp thuật của Thiên Chúa các ngươi sao? Thiên Chúa của chúng tôi chỉ là chủ của ánh sáng và bóng tối. Các pháp sư của ta đã cho ta thấy Thiên Chúa của các ngươi mạnh hơn các thần của chúng ta. Ta không muốn chọc giận Thiên Chúa các ngươi nữa. Hãy đi vào sa mạc và tế lễ như các ngươi xin. Nhưng phải để lại đàn súc vật của các ngươi để bảo đảm là các ngươi sẽ quay trở về làm việc. Các ngươi nghe rõ rồi chứ? Xéo đi ngay đi. Chúng tôi sẽ đem theo cả đàn súc vật đi với chúng tôi, không để lại cái gì tại Ai Cập này cả. Không! Ta không cho phép. Nếu để các ngươi đem súc vật đi, các ngươi sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Đã 9 lần Thiên Chúa giáng tai ương xuống trên Ai Cập, nhưng cả 9 lần Pharaoh vẫn cứng lòng và không chịu cho chúng ta ra đi. Vào giữa đêm nay, Thiên Chúa chúng ta sẽ giáng một tai ương khác, và sẽ là tai ương khủng khiếp nhất. Trong đêm nay, tất cả các con đầu lòng người Ai Cập sẽ chết hết. Nhưng Chúa đã nói cho tôi biết, các con cái chúng ta sẽ được thoát nạn. Ông Môi-se, ông chắc chứ? Ông có chắc là con cái chúng ta sẽ thoát hết không? Sứ thần của Chúa đã đi qua trước mỗi nhà, nhưng sẽ không dừng lại trước nhà người Do Thái. Và cả một con chó cũng không sủa chống lại con cái của chúng ta. Bây giờ, trong khi chờ sứ thần đi qua nhà, chúng ta hãy chuẩn bị lên đường ngày 10 tháng này,
Ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, tùy theo số người. Con chiên này phải toàn vẹn, không tỳ tích và không quá một tuổi. Các ngươi phải nhốt nó cho tới ngày 14 tháng này. Rồi toàn thể đại hội cộng đồng Israel đem sát tế vào lúc xế chiều, lấy máu chiên bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Con thịt sẽ ăn ngay đêm ấy, phải nướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng. Cái gì còn lại đến sáng mai phải đốt đi. Các ngươi phải ăn vội vã, sẵn sàng lên đường, chân đi dép, tay cầm gậy. Cả các con cái các ngươi và các thế hệ sau cũng sẽ chuẩn bị và ăn bánh không men để ghi nhớ ngày ta đã đưa con cái các ngươi ra khỏi Ai Cập. Đêm ấy ta sẽ đi qua và giết mọi con trai đầu lòng Ai Cập và sẽ trị tội chư thần Ai Cập. Còn vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết các ngươi sẽ không bị tiêu diệt. Ngày ấy sẽ là ngày đại lễ đối với tất cả các ngươi. Qua mọi thế hệ, các ngươi phải mừng ngày lễ này, ngày đại lễ mừng Đức Chúa. Đó là luật quy định cho đến muôn đời. Môi-se và A-rôn không còn thấy mặt đâu nữa cả. Chắc chắn chúng hiểu rằng Ai Cập này chỉ có ý muốn của Pharaoh là có giá trị tuyệt đối. Chúng muốn lừa bịp chúng ta. Chúng biết trước những tai ương chúng sẽ gặp, nhưng đoán trước điều đó cũng dễ thôi mà. Vậy bây giờ các ngươi thử đoán coi sẽ xảy ra điều gì trong tương lai đây. Gió sa mạc sẽ lặng và nước sông Nin sẽ rút xuống. Hòa bình và thịnh vượng sẽ ở mãi trên vương quốc của Đức Vua. Quyền năng của thần Oromus lớn hơn quyền năng của Chúa chúng. À, Vương Nhi, con thích những con chim này không? Thưa Phụ Vương, con thích lắm. Chuyện gì vậy? Con đầu lòng của ta, họ đã làm gì nó vậy? Gió của thần chết đã cướp mất nó rồi. Sứ thần của Thiên Chúa đã đi ngang qua nhà chúng ta. Thiên Chúa đã tha chết cho dân của người, và bây giờ chúng ta có thể ra đi khỏi đây. Các ngươi hãy lấy tất cả những gì các ngươi có và hãy tiến về đất hứa. Thank you.
ta không còn muốn thấy mặt ngươi bao giờ nữa. Thiên Chúa của các ngươi đã thắng. Các ngươi hãy đi đi. Các ngươi cùng với tất cả dân Do Thái các ngươi hãy đi tế lễ cho Thiên Chúa các ngươi như các ngươi đã xin. Hãy mang theo đàn súc vật của các ngươi và hãy cút đi. Thiên Chúa toàn năng đã vĩnh viễn giải phóng chúng tôi khỏi cảnh nô lệ. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa. Hãy cút đi khỏi đây. Hãy đi khỏi dân của ta và đừng bao giờ trở lại đây nữa. Tàu Chúa Thượng, nếu dân Israel ra đi, chúng ta lấy đâu ra người để làm những công việc nặng nhọc? Chúng ta sẽ thuê ai để làm đây? Ngươi còn có can đảm chống lại Thiên Chúa của chúng nữa sao? Sau 400 năm sống tại Ai Cập, ngày hôm ấy, toàn dân Israel đã vĩnh viễn rời bỏ đất Ai Cập, mang theo thi hài của ông Giuse. Trên đường từ xứ Madian trở về Ai Cập, ông Môi-se đã gặp anh trai của mình là ông Aaron. Ngoài ông Aaron, ông Môi-se còn có một bà chị tên là Miriam, là cô gái mà trong câu chuyện thời thơ ấu của Môi-se đã theo dõi Môi-se trong chiếc thúng cói thả trôi trên sông Nin cho tới khi gặp công chúa Pharaoh vớt lên. Tuy trong câu chuyện xuất hành, Môi-se luôn luôn đóng vai trò chính, nhưng trong Kinh Thánh, Aaron cũng có một vai trò quan trọng như là phát ngôn viên của Môi-se và đóng vai tư tế của dân Israel cùng với các con của ông. Cuộc trở về Ai Cập của Môi-se và Aaron mở ra một cuộc xung đột đau đớn và dằn vặt với Pharaoh và các cận thần của vua vì họ không chấp nhận lời đề nghị của Môi-se đưa dân vào sa mạc tế lễ Thiên Chúa. Sự từ chối của Pharaoh kéo theo những hậu quả nghiêm trọng vì Thiên Chúa can thiệp để cứu giúp dân người bằng cách giáng xuống dân Ai Cập một chuỗi hình phạt. Những tai ương khủng khiếp là một ví dụ cho thấy Thiên Chúa tự mặc khải cho loài người cả trong những hiện tượng thiên nhiên quen thuộc. Tai ương thứ nhất thường diễn ra ở Ai Cập vào các tháng 7 và 8 khi nước sông Nin tràn bờ và kéo theo một lượng rất lớn đất phù sa phì nhiêu đầy những vi sinh vật, khiến cho khi chúng phân hủy, chúng khiến cho nước sông có màu hồng hồng. Khi nước rút, trứng ếch nhái ở đây nở ra vô số, đó là tai ương thứ hai. Đó là loại thức ăn lý tưởng cho muỗi và các côn trùng khác có hại cho con người, vì chúng tìm thấy ở đây một môi sinh lý tưởng, đó là tai ương thứ ba. Tháng 12 và tháng Giêng là mùa của loài ruồi nhiệt đới, tai ương thứ tư, phá hoại súc vật và con người. Chúng gây bệnh dịch cho gia súc, tai ương thứ năm, và làm lây lan một loại bệnh dịch bò. Ngoài ra, nó còn là nguyên nhân gây nên các ung nhọt trên thân thể người và súc vật, tai ương thứ 6 mô tả trong Kinh Thánh. Tai ương thứ 7 là mưa đá, vô cùng tai hại đối với mùa màng. Hiện tượng này xảy ra vào mùa đông nhưng rất hiếm, nên mỗi khi xảy ra đều làm người ta kinh ngạc. Ngược lại, thường xảy ra nạn châu chấu là tai ương thứ 8, một tai họa thực sự cho đất nước có rau cỏ rất hiếm và quý báu. Tai ương thứ 9, cảnh tối tăm,
mang ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn và chuẩn bị bối cảnh cho tai ương cuối cùng, tai ương thứ 10, các con đầu lòng của người Ai Cập bị giết. Từ trong bối cảnh này đã phát sinh, hay đúng hơn là tái tạo lại, một ngày lễ cổ xưa hơn trong lịch sử Do Thái, đó là lễ vượt qua. Đây là ngày lễ thuộc nền văn hóa du mục và chăn nuôi, được mừng vào đầu mùa xuân, ngày trăng tròn đầu tiên, để cầu cho việc di chuyển sang một vùng đồng cỏ mới được nhiều thuận lợi. Trong lễ vượt qua Do Thái, người ta ăn rau đắng và bánh không men nướng trên những phiến đá, nghĩa là những loại thức ăn đột xuất, thiết yếu cho những người phải đi nay đây mai đó. Người ta ăn thịt chiên nhưng phải để nguyên con chứ không chặt ra, một kiểu hiến tế cổ xưa để cầu cho đàn gia súc được sinh sôi nảy nở. Nghi lễ du mục tiền sử này được kể lại trong sách Xuất Hành để biểu tượng sự giải phóng khỏi cảnh nô lệ. Chính tên gọi của ngày lễ vượt qua, tiếng Do Thái là Pesa, được cắt nghĩa là sự đi qua, theo nghĩa là Thiên Chúa đã nhảy qua, vượt qua và chừa ra những nhà của người Do Thái có ghi dấu máu của lễ vật vượt qua. Những chi tiết ly kỳ của câu chuyện này được viết trong Kinh Thánh, sách Xuất Hành, từ chương 7 đến chương 13.